lên Sài Gòn, mà anh cũng không có nổi những bộ đồ đàng hoàng tử tế để mặc nữa. Anh đang mặc sao mà không được? Mình nhìn Khang kìa, quần áo lô thô lết thết như vậy mà cũng coi cho được hả? Anh cũng không có để ý tới chuyện quần áo cho lắm, khoác đại cái áo tay dài đi đường cho đỡ nắng thôi. Anh thì đó giờ vẫn vậy, nghèo từ trong tư tưởng, tính hình thức, không biết khi nào mới khá là được nữa. Mà hôm nay anh kêu tôi ra đây có chuyện gì? Nói ra thì ngại quá. Chuyện là anh nhận làm thợ xây cho một công trình, nhưng mà đi dài ngày với lại đi xa, không thể đem Khang theo được, mà bỏ thì tiếc. Nếu chuyến này thành công á, đủ tiền cho hai cha con anh sống tới hết cuối năm luôn. Nhưng mà gia đình của tôi đang yên lành, bây giờ đón Khang về, tôi biết anh nói làm sao đây. Ba, con ở nhà chờ ba về uống được. Con lớn rồi, ở nhà một mình được. Ba cứ yên tâm, đi làm đi ba. Em à, trước giờ anh chưa từng cầu xin em điều gì cả, nhưng mà chỉ một lần này thôi, cho anh gửi bé Khang nửa năm hay là 2-3 tháng gì cũng được, làm xong công trình anh sẽ về rước con liền. Thôi được rồi, để tôi về lựa lời nói với chồng, rồi có gì tôi liên hệ lại với anh sau. Anh cảm ơn em. Con ở lại nhớ nghe lời mẹ, mẹ về dưỡng nha, nhớ thông cảm cho ba, nhớ gọi điện cho ba mỗi ngày. Đi trước nha. Anh đồng ý cho Khang ở tạm nhà mình vài tháng, nhưng với điều